Ngày 29 tháng 11 năm 2015, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, Hiệp hội Phu nhân Quốc tế SSOM đã tổ chức hội chợ Phu nhân Ngoại giao lần thứ 21. Hội chợ năm nay có hơn 60 gian hàng của các đại sứ quán các nước tại Warsaw tham dự. Gian hàng Việt Nam do chị Vũ Diệu Hòa, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Phạm Kiến Thiết phụ trách. Mang đến hội chợ gồm các mặt hàng Việt Nam sản xuất như các đồ thủ công mỹ nghệ, tranh sơn mài, thực phẩm châu Á. Ngoài các hàng hóa trên, Việt Nam còn có gian hàng giới thiệu và bán đồ ẩm thực do các Phật tử chùa Thiên Phúc chuẩn bị. Toàn bộ số tiền thu được của các quầy hàng sẽ được chuyển tới các tổ chức từ thiện của Ba Lan. Hội chợ Phu nhân Ngoại giao là hoạt động truyền thống hàng năm của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Ba Lan do SOM tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11. Đây là dịp để các quốc gia giới thiệu các sản phẩm ẩm thực dân tộc, đồng thời là một hoạt động từ thiện của các cơ quan ngoại giao các nước tại Ba Lan.